Được. Ừ. Ừ. Ôi, ta đi. Đừng quay mặt đi. Ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì? Đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh trao. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng. Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua. Khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa.